Và Vblog ngày hôm nay Mai sẽ chia sẻ một chút về công nghệ Themas. Trước đó thì Mai cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi của mọi người, của bạn bè cũng như khách hàng đặt câu hỏi là tại sao chúng ta cũng có cái chế độ ăn uống như vậy, cũng có cái chế độ chăm sóc như vậy mà với thời gian thì chúng ta lại bị lão hóa nhiều hơn, những nếp nhăn ở chân chim này, rồi ở trán này, hay là ở cau chân mày, hay là đặc biệt là cái rãnh thì càng ngày càng sâu hơn, mặc dù chúng ta vẫn bôi kem, vẫn chăm sóc, vẫn massage thường xuyên, tại sao lại như vậy? Thì Mai có thể chia sẻ như sau. Ai cũng biết được rằng với thời gian thì chúng ta sẽ mất dần đi collagen, elastin, cái chuyện sinh lão bệnh tử chúng ta không thể tránh khỏi. Và chưa kể là cái ánh nắng gay gắt của khí hậu nhiệt đới như Việt Nam chúng ta, cũng như là ô nhiễm môi trường, thì tất cả những yếu tố này và chưa kể những stress, những yếu tố nội sinh khác cũng sẽ làm cho chúng ta bị lão hóa. Và làm sao để chúng ta có thể níu giữ lại được tuổi thanh xuân, thì may mắn cho chúng ta là ngày hôm nay có rất là nhiều những công nghệ hiện đại. Và Themas như Mai vừa chia sẻ, giới thiệu đầu tiên, là một cái công nghệ rất là hữu hiệu để giúp cho chúng ta trẻ trung mà không phẫu thuật, không xâm lấn, không cần nghỉ dưỡng, thật là tuyệt vời phải không ạ? Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Themas sử dụng công nghệ radio frequency, và đây là một cái phương pháp để có thể giúp cho chúng ta săn chắc da, trẻ hóa, thu nhỏ lỗ chân lông, đẹp trên bề mặt da, căng bóng. Và năng lượng sóng đi vào da tạo nên sự co thắt ngay của các sợi collagen, mang đến thay đổi rõ rệt có thể nhìn thấy ngay sau khi điều trị. Năng lượng sóng với công suất cao đưa sâu qua da nhưng mà không làm nóng lớp da bên trên, do là Themas có cái đầu làm lạnh cryogel. Thì cái cryogel này giúp cho ở cái nhiệt độ lên tới 560 độ nhưng không hề bị bỏng da, bởi vì cái lớp làm lạnh trên bề mặt da của chúng ta. Đó là lý do tại sao mà Mai cũng chia sẻ là nếu như cái máy thật mà chúng ta mở cái nắp bên trong của cái máy ra, thì cái máy thật luôn có cái chai cryogel bình làm lạnh để giúp cho với cái nhiệt độ cao nhưng không bị thương tổn cũng như không cảm thấy khó chịu cho khách hàng. Nếu như cái máy giả thì khi mở ra bên trong lại không có cái bình làm lạnh, mặc dù bên ngoài thì vẫn ghi chữ Themas, vẫn CBT, vẫn hình vuông sen, logo của hãng, nhưng mà khi bên trong thì cơ chế hoàn toàn là khác. Thì như vậy nhiệt độ sẽ không đạt được cái độ tối ưu để mà tăng sinh collagen và elastin. Và nếu như đạt được nhiệt độ chập chờn cao như vậy mà không có cái bình làm lạnh cryogel thì sẽ làm cho da của chúng ta bị bỏng. Do đó là sử dụng những công nghệ chính hãng là một điều rất là quan trọng. Mai vẫn muốn nhắc đi nhắc lại với chúng ta để chúng ta có thể tránh được cái chuyện tiền mất tật mang. Và ai là người có thể sử dụng công nghệ này? Bất cứ ai. Từ bắt đầu độ tuổi khoảng 20 mấy trở lên là chúng ta đều có thể sử dụng những công nghệ này, thậm chí còn sớm hơn nữa, để chúng ta ngăn ngừa vấn đề lão hóa. Nếu chúng ta chăm sóc từ khi còn sớm thì chúng ta sẽ ngăn ngừa được sự thoái hóa, sự mất mát hao hụt của collagen và elastin, để giúp cho chúng ta có sự trẻ trung lâu dài hơn. Và những cái vùng điều trị là có thể là mặt này, hay là mắt này, trán này, cổ, nọng cằm và toàn cơ thể của chúng ta. Đây là công nghệ ưu việt bởi vì không phẫu thuật, không xâm lấn, không cần nghỉ dưỡng mà vẫn đạt được hiệu quả rất là cao và không rủi ro nữa. Thời gian điều trị thì cũng chỉ mất có một tiếng đồng hồ, và kết quả kéo dài hàng tháng, hàng năm sau đó. Và cũng như công nghệ Utherapy thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái cơ chế giúp cho chúng ta đẹp lên, càng ngày càng đẹp hơn. Mới điều trị thì chúng ta có thể đạt được khoảng độ 10-20%, nhưng sau 3 tháng đến 6 tháng thì sẽ đạt tối ưu đến 100% và kết quả còn kéo dài theo nhiều năm sau đó nữa, và hoàn toàn là an toàn cho gương mặt cũng như cơ thể. Vì Themas đã được FDA, Cục Quản lý Dược và Mỹ phẩm của Hoa Kỳ, đã chứng nhận về an toàn cũng như là về hiệu quả. Và đó là cái bằng chứng lý do tại sao chúng ta thấy Themas hiện giờ rất là thịnh hành trên rất là nhiều quốc gia, không chỉ tại Việt Nam. Và những ai đã điều trị Themas và đạt được hiệu quả rất là tốt, chúng ta hãy lắng nghe những chia sẻ của họ nha. Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân mà em muốn tới đây em cải thiện. Thứ nhất là cái rãnh này, thứ hai là mắt, và thứ hai là cái vùng má của mình nó thẳng lên thì lên hình nó sẽ rất là đẹp. Mà chị thích quá, chỗ này chị thích quá, mắt chị thích chị ha. Nó
chị cảm giác nó căng cái vùng này và thấy mắt kiểu nó sáng thì chỗ này lên. Mà chị nhìn ngang thấy bên này nó sáng lên, nó không có bị mệt con mắt mình á. Dạ đúng chị. Thích quá hả? Mới làm đi thôi mà Tinh đã cảm thấy là mình trẻ như thế nào. Hai cái chân mày nó căng lên, nó nâng cao lên á, nó căng ra nè. Rồi xong rồi da nó căng bóng mịn ha. Và hai cái đường rãnh này nó cũng nó không bị sâu. Một lần nữa cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.